Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Kaity Nguyễn, rũ bỏ mắt hot girl đi đóng phim, giàu có cỡ nào mà làm sếp lớn tuổi 21. Trong số những mỹ nhân màn ảnh thế hệ trẻ, Kaity Nguyễn chắc chắn là cái tên được gây ấn tượng nhất. Theo dõi cô nàng từ khi còn là một beauty blogger đến thời điểm hiện tại, người đẹp lai Việt Mỹ đã hoàn toàn rũ bỏ đi cái mác hot girl đóng phim để trở thành diễn viên điện ảnh thực thụ. Mới đây, trong một chương trình của VJ Dustin Phúc Nguyễn, khi được hỏi về thành tựu ấn tượng và đáng tự hào nhất của bản thân, Kaity đã tiết lộ: "Em nghĩ chắc là việc em được tự quyết định tương lai của mình, em là sếp của bản thân và em là người duy nhất quyết định cuộc đời của em như thế nào. Công ty của em là Kaity Entertainment, đó là điều ba em làm để một phần, lúc đầu là bảo vệ em và cũng như là có một cái bắt đầu cho tương lai của em để em có thể thoải mái khám phá nhiều hơn." Lời tâm sự này cũng phần nào hé lộ cho công chúng sự thật chấn động rằng Kaity Nguyễn đã tự mình mở được công ty từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Nếu nhớ không nhầm thì từ năm 21 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã làm sếp lớn rồi. Kaity Nguyễn, tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An, Kaity, cô sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng lớn lên trên đất Mỹ. Sau khi nổi lên nhờ vai clip hát nhép bài Destiny của Hồ Ngọc Hà, Kaity Nguyễn lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Charlie Nguyễn và được chọn vào vai chính trong bộ phim Em Chưa 18, một trong 10 bộ phim doanh thu cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Từ tháng xông lên, Kaity Nguyễn liên tục tham gia vào các dự án tiền tỷ như Gái Già Lắm Chiêu Năm, Tiệc Trăng Máu và để lại ấn tượng với khán giả bằng lối diễn tự nhiên cuốn hút. Mặc dù thành công, nổi tiếng và có cả gia tài đồ sộ từ khi còn rất trẻ, nhưng ít ai biết rằng Kaity Nguyễn là drag kid chính hiệu. Soi về những tấm hình chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, nội thất sang trọng trong nhà hay đồ hiệu mà Kaity sử dụng từ hồi còn tập tành làm beauty blogger là đủ thấy mùi tiền. Hồi bạn thân của Kaity chơi cùng toàn những cậu ấm cô chiêu sinh ra trong gia đình danh giá như Chiêu Diệp, Kiều Trinh hay vợ cậu CEO Tống Đông Khuê, Đoàn Thảo Nhi. Được biết, mẹ của Kaity là một tiếp viên hàng không, trong khi bố của cô nàng là doanh nhân. Sau khi bố mẹ chia tay, cô và anh trai chuyển sang Mỹ sinh sống. Mà đến sau này, Kaity mới quyết định trở về nước và đăng ký học ở một ngôi trường có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình của Kaity Nguyễn cũng có truyền thống học giỏi, ai cũng sở hữu bằng cấp khủng ở các ngành nghề như kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư. Chính vì vậy mà cô nàng từng hứa với bà nội sẽ cố gắng lấy bằng đại học để bà vui lòng. Trong khi mọi người theo đuổi nghệ thuật để được nổi tiếng và giàu có, thì Kaity Nguyễn đã sinh ra ở vạch đích rồi. Chính bởi không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền mà mỹ nhân Gen Z này được thỏa sức trải nghiệm, khám phá để rồi chứng minh được tài năng không tưởng của mình tại VBITS. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.